Đây là Apple Watch Ceramic của mình. Cái dây màu trắng của nó đã rất là bẩn sau gần một năm đeo, bởi vì nó bằng cao su. Bây giờ mình đã mua một cái sợi mới để thay cho nó. Cái sợi này mình nhờ bạn mình mua ở Apple Store Singapore, giá là 78 đô la Sing, không rẻ tí nào. Nhưng mà không có giải pháp nào khác. Một số người đã nói mình dùng thuốc tẩy hay là dùng cái xà bông hay dùng tất cả những thứ gì đó để tẩy nó, nhưng mà có vẻ như là khi mà tẩy nó đi, nó mất cái lớp coating ngoài cùng và bây giờ nó càng dễ bám bệnh hơn. Do đó là buộc phải mua cái mới. Khi mà chúng ta mua thì nó sẽ gồm 3 sợi. Tức là nó giống như khi các bạn mua cái Apple Watch vậy, nó luôn luôn kèm theo 3 sợi. Cái sợi bên tay trái này là sợi cố định, còn sợi bên tay phải này là tùy theo tay lớn nhỏ mà nó chúng ta sử dụng. Đó, và là kết quả chúng ta sẽ có 3 cái này. Mình tay nhỏ, mình lấy sợi nhỏ, sợi lớn này dùng. Bây giờ sẽ gắn nó vô. Cái chốt của Apple Watch là một cái chốt kiểu do Apple thiết kế. Kiểu thiết kế mới hoàn toàn, không giống như là phần còn lại của thế giới đồng hồ. À, xong. Rồi. Cái Apple Watch nó nhỏ xíu như vậy thôi, bây giờ mình gắn vô. Đó, ở đây nó có một cái chốt, các bạn bỏ vào đây nghe cạch một cái là nó hít lại với nhau. Đó. Đó, mình đã có một cái đồng hồ mới và bây giờ là nguyên một bộ trắng. Cái màu trắng này đi với màu ceramic là hợp lý nhất. Và nó tên là Sport Band màu trắng Stainless Steel Pin, tức là cái chốt là stainless steel. Không rẻ tí nào, size 42, 78. Rồi, đeo vô. Xin cảm ơn các bạn.